Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Và tôi cũng cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ngài cho có một cái sứ điệp để thức tỉnh các bạn trẻ chúng ta là thế hệ kế thừa cho hội thánh của Chúa, là hội thánh trung tâm tin lành tại Oslo. Vì hội thánh Chúa không phải là một cái câu lạc bộ. Hội thánh không phải là nơi để chúng ta tìm kiếm cái sự vui chơi hoặc là giải trí. Nhưng hội thánh chính là nơi để chúng ta là những chi thể của Chúa Giêsu Christ, chúng ta nhìn thấy được cái vị trí và vai trò của chúng ta ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta nhìn biết được vị trí và tầm quan trọng của cá nhân chúng ta ở trong vương quốc của Chúa thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta đầy ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta biết rằng là con người của chúng ta được có được Chúa dựng nên với ba phần. Đó là phần tâm linh, phần linh hồn và phần thể xác. Sau khi tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của chúng ta thì Đức Thánh Linh được Đức Chúa Trời ban cho ở trong tâm linh của chúng ta và chúng ta được tái sanh. Chúng ta được trở thành những con người mới ở trong ơn của Chúa. Nhưng mà sau khi tâm linh của chúng ta được tái sanh thì phần hồn và phần xác của chúng ta cũng cần phải được đổi mới qua lời của Ngài. Là con cái Chúa, chúng ta không những chỉ chăm sóc cho tâm linh của chúng ta mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải chăm sóc cho cái phần hồn, tức là cái phần tình cảm của chúng ta. Và những cái tổn thương về tình cảm hoặc là cảm xúc của con người chúng ta nó sẽ ngăn trở những cái phước hạnh của Chúa một cách trọn vẹn ở trên đời sống của chính mình. Ở tại Việt Nam của chúng ta thì có câu đó là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Bởi vì khi tâm hồn của người chúng ta mà bị tổn thương hoặc là bị gãy đổ về mặt cảm xúc và tình cảm thì chúng ta sẽ khó có thể nào kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa và phước hạnh đầy trọn ở trong ơn của Ngài. Ở ngay tại đây là Na Uy, là đất nước, một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Cách đây 15 năm về trước thì Na Uy được xếp hàng thứ nhất, tức là đất nước hạnh phúc nhất trên hành tinh. Nhưng mà trong năm 2022 này thì theo tạp chí Forbes, là một tạp chí uy tín của Hoa Kỳ, đã xếp hạng Na Uy hạng thứ 7 sau Thụy Điển. Và ở tại Na Uy này, tỷ lệ những người mắc bệnh trầm cảm và có xu hướng tự tử chiếm khoảng 20% dân số của Na Uy. Và trong năm 2020 thì tỷ lệ tự tử của những người nam tại Na Uy đó là cứ 100.000 người nam thì có khoảng 17 người tự tử.
Và tỷ lệ tự tử của nữ giới tại Na Uy đó là trong 100.000 người nữ thì có khoảng 7 người. Và khi mà nhìn thấy những con số này tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng mà ngạc nhiên hơn nữa đó là ở tại Việt Nam của chúng ta thì cái tỷ lệ này nó cao hơn. Bởi vì hiện tại thì có khoảng 30% dân số Việt Nam có những triệu chứng rối loạn tâm thần. Trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Tức là cứ 100 người, cứ mỗi 100 người thì có khoảng 25 người bị trầm cảm. Và mỗi năm thì số người tự tử do trầm cảm ở Việt Nam chiếm khoảng từ 36.000 cho đến 40.000 người. Và 36.000 cho đến 40.000 người. Và cho đến hiện tại thì tự tử chính là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho những người thuộc nhóm tuổi từ 15 cho đến 29 tuổi sau tai nạn giao thông. Và độ tuổi tự tử này đang ngày càng trẻ hóa tại Việt Nam. Và chúng ta biết rằng là thế giới của chúng ta đưa ra rất là nhiều cách khác nhau để có thể xoa dịu được cái nỗi đau. Có thể con người chúng ta sẽ chọn lựa cách để uống thuốc chống trầm cảm. Có người thì viết một lá thư bày tỏ sự tức giận của mình rồi xong sẽ bỏ nó đi. Rồi có người thì họ thích đi mua sắm cho thỏa thích để có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của mình. Hoặc là họ thay đổi dáng vẻ bề ngoài của mình để trông cho tốt hơn. Rồi có một cái cách chữa trị phổ biến khác nữa đó chính là thời gian. Các bác sĩ tâm lý thì họ cho rằng là thời gian chính là cái phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị trầm cảm. Nhưng mà là con cái của Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự phục hồi bởi quyền năng Thánh Linh của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và chính Chúa sẽ là đấng ban cho chúng ta ân điển và quyền năng để chúng ta có thể được chữa lành tận gốc rễ ở trong linh hồn của chúng ta. Và chúng ta không cần phải cố gắng nỗ lực bởi y học hoặc là tâm lý học để chúng ta được giải thoát ra khỏi cái chứng trầm cảm hoặc là những cái sự tan vỡ trong linh hồn của chúng ta. Và lời của Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 147 câu số 3 chép rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chữa lành cho người có lòng đau thương và bó vít của họ. 147 câu 3. Ở trong bản dịch Kinh Thánh năm 2011 thì dịch rằng là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chữa lành cho người có lòng tan vỡ và bó những vết thương lòng của họ. Yeah,
Ở trong Kinh Thánh cũng có chép về một người phụ nữ có một tâm hồn đau khổ và tan vỡ. Người này đã trải qua rất là nhiều cái sự bể dâu và đau khổ trong hôn nhân của mình. Người này tên là Mikan. Câu chuyện được bắt đầu đó là khi mà David được Chúa sức dầu cho và ông đã giết được Goliath. Và David là một dũng sĩ, đi đến đâu thì chiến thắng đến đó, và tất cả mọi cô gái ở trong Israel đều thích David. Và trong đó thì con gái mà của con gái của vua Saul tên là Mikan cũng yêu mến David. Và ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 20. Chép rằng là nhưng Mikan con gái của Saul yêu mến David. Sau khi Saul hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng. Chà, câu 20. Dạ, Samuel nhất đoạn số 18. Và sau đó thì Saul đã gả Mikan cho David. Nhưng mà sau đó thì bởi vì cớ lòng ganh tị của vua Saul. Và David đã phải trốn chạy khỏi Saul. Và trong thời gian trốn chạy đó thì vua Saul đã lấy Mikan là vợ của David để gả cho một người khác. Điều này được chép ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 25 câu 44. Và Saul đã gả Mikan con gái mình và là vợ của David cho Phan-ti con trai của La-ít người Galim. Và sau khi mà David đã trở lại được với cái cương vị là vị vua của Israel. Thì David đã tìm cách để lấy lại vợ của mình là Mikan. Và ông đã lấy lại Mikan là vợ của mình, nhưng mà cái người chồng của Mikan lại rất là thương nàng và đã phải vừa đi vừa khóc để có lại vợ của mình. Ở trong Samuel thứ nhì đoạn 3 câu 14 cho đến câu 16. Đoạn 3 câu 14 cho đến câu 16. Thì lời của Chúa đã chép thế này: David bèn sai sứ giả đến Ích-bô-sết con trai của Saul mà nói rằng: hãy trả lại Mikan vợ ta mà ta đã cưới bằng sính lễ 100 dương bì Philistin. Ích-bô-sết bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng là Phát-ti-ên con trai của La-ít. Chồng nàng vừa đi vừa khóc theo đến Ba-hu-rim. Đoạn Áp-ne nói với người rằng: hãy đi trở về nhà ngươi. Rồi Phát-ti-ên trở về. David sent the bull to Ish-bosheth, Saul's son, or Lucy. Ye may be cool, and we can. Some have bought my little brood, Mehundra, Philistres, for a hundred. That sent Ish-bosheth, bull, or took Hennah from Hennah's man, Haltiel, son of Lashish, or man Hennah's fulked them out, or did grow up at Hennah's Ike till Ba-hu-rim. Chúng ta biết rằng là trong cái thời cổ đại đó thì người nữ họ bị xem như là một cái món hàng để trao đổi. Ông
em hồng đứng xa dành sống. Và bởi vì có cái sự cái mưu đồ của mình, cho nên Saul đã dùng con gái của mình để giả cho người khác để mình có lại được cái mối quan hệ tốt với những cái nước lân bang. Dạ, cho nên là Mikan đã sống ở trong một cái bối cảnh rất là khó xử và đầy dẫy những cái sự buồn bực. Và sau khi mà bà đã trở về với David là chồng trước của mình, thì bà đã không còn là bà như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì bà yêu mến David nhiều bao nhiêu, thì bây giờ bà không còn yêu mến nhiều như trước đây nữa. Chúng ta xem ở trong sách Samuel thứ 2 đoạn 6 câu 16. Samuel thứ 2 đoạn 6 câu 16. Đây là một cái câu chuyện khi mà David, ông rước hòm dước vào trong thành của mình. Ai cũng vui vẻ và hân hoan chào đón hòm dước, tức là sự hiện diện của Đức Chúa Trời vào trong thành David. David vừa đi vừa nhảy múa một cách vui vẻ. Và cả thành phố bây giờ đều náo nức vui mừng ở trong sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà riêng Mikan thì bà không chịu hòa vào trong dòng người thờ phượng Đức Chúa Trời. Dạ, Kinh Thánh nói rằng là bà đứng ở trên lầu và từ cửa sổ bà nhìn xuống. Dạ, câu 2, câu 16 thì chép rằng là những khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Mi-canh con gái của Sau-lơ dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Cả thành phố đều vui mừng nhưng mà riêng Mikan thì bà không vui. Và trong câu 20 thì Kinh Thánh nói rằng là David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mikan con gái của Saul đến đón người mà nói rằng: hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. Trong lòng của Mikan không vui một chút nào và cũng như không có kinh nghiệm một phước hạnh nào, trong khi mà David là chồng của bà muốn chúc phước cho bà. Và câu 23 thì chúng ta thấy cái hậu quả của việc này. Đó là Mikan con gái của Saul không sanh con cho đến ngày nàng thác. Khi mà tôi học về câu chuyện này thì tôi nhận biết rằng có những cái tổn thương mà Mikan cần phải được giải quyết và xử lý trong đời sống của bạn. Từ khi tôi còn nhỏ thì tôi đọc cái câu chuyện này và tôi chưa hiểu, tôi không hiểu là tại sao mà Mikan là vợ của David, là một vị vua ham thích sự thờ phượng Chúa, mà bà lại không tham dự vào trong cái sự thờ phượng đó. Và khi học cái câu chuyện này tôi hiểu được rằng là
Nó sẽ có những cái sự ràng buộc hoặc là những cái tổn thương, những gánh nặng trong quá khứ. Nếu chúng ta không giải quyết nó thì chúng ta sẽ khó có thể nào có thể đi xa cùng với Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài. Cho dù rằng là chúng ta được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ tin Chúa, hoặc là cha mẹ của chúng ta là một người phục vụ Chúa đầy ơn đi chăng nữa, nhưng nếu lòng của chúng ta chưa được Chúa Ngài chữa lành khỏi những cái tổn thương và tan vỡ thì chúng ta sẽ khó có thể nào có thể thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Và đó là lý do tại sao mà có một số con cái Chúa ngày hôm nay khi mà họ bị tổn thương thì họ thường không đi nhóm. Họ bỏ nhóm giống như Mikan bỏ cái sự thờ phượng của David và chỉ đứng bên ngoài nhìn và trong cái sự khinh bỉ mà thôi. Ngày hôm nay thì qua công nghệ thông tin chúng ta có thể xem trực tiếp buổi nhóm và nghe lời Chúa qua Facebook. Những lời khuyên của tôi dành cho quý vị đang theo dõi trực tiếp ở trên Facebook rằng chúng ta nếu có thể thì chúng ta hãy đến tham dự trực tiếp ngay tại trong hội thánh của Chúa. Bởi vì Chúa Ngài không muốn chúng ta thờ phượng Ngài giống như Mikan là chỉ thờ phượng qua cánh cửa sổ mà thôi. Nhưng Ngài muốn chúng ta đến tận nơi trong hội thánh này để chúng ta được hòa quyện ở trong dòng chảy thờ phượng cùng với Ngài. Và trong Hebrew đoạn 10 câu 25 chép rằng là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Dạ, Hebrew đoạn 10 câu 25. Dạ, anh có thể dịch ý cũng được. Dạ, phần đi lấy số Hebrew nó ta discuss cái đoạn đoạn 10 đúng không? Câu 25 ạ. Dạ, đó khai lẽ sẽ đại capitulum Matthew 5. Và hãy stå där och låt oss inte hålla oss borta från vår egen församling slik någon andra har för vana. Cho nên cái điều này là một cái điều mà Chúa đặt để trong lòng của tôi chia sẻ cho tất cả quý con cái Chúa trong buổi sáng này. Để qua lời của Chúa chúng ta sẽ tra xét đời sống của chúng ta nếu có những cái tổn thương hoặc gánh nặng nào đó. Chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ đến với Chúa để Chúa Ngài có thể chữa lành cho những cái tổn thương, những đau khổ, những cái tan vỡ, mất mát ở trong đời sống tình cảm của chúng ta. Đặc biệt là các bạn thanh niên chúng ta ở đây, nếu chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có hạnh phúc, hoặc là không may gia đình của chúng ta cha mẹ họ ly dị, thì đừng để cho cái nỗi đau trong quá khứ đó kìm hãm đời sống tăng trưởng của chúng ta ở trong vương quốc của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài có thể thay đổi tương lai của chúng ta khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài hết lòng. Định dạng con người của chúng ta không thể được quyết định bởi quá khứ, nhưng mà nó được quyết định bởi mối quan hệ hiện tại của chúng ta với Chúa. Mà
Khi mà chúng ta tìm thấy được chính mình ở trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ biết mình là những công nương hoàng tử đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Không một bóng tối của quá khứ nào có thể kìm hãm sự phước hạnh của thiên đàng trên đời sống của chúng ta. Và khi mà tâm hồn của chúng ta nó bị tổn thương thì chúng ta cần được liều thuốc lời của Chúa chữa lành chúng ta. Và chúng ta cũng cần được sự cầu nguyện đặc biệt từ những tôi tớ của Chúa để tâm hồn của chúng ta được trù phú và được đầy dẫy sự sống của Ngài trở lại. Ở trong Giăng 3 câu số 2 thì đây là lời của sứ đồ Giăng đã nói thế này: Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Giăng 3 câu 2. Giăng 3 câu 2. Du sa ra ja en skrap du i alle ting må ha det godt og være ved god helse like som din sjel har det godt. Và khi mà cái phần hồn của chúng ta được thịnh vượng và được đầy đủ trong ơn của Chúa thì phần phần hồn và phần xác của chúng ta cũng sẽ được thịnh vượng. Và chỉ có Thánh Linh của Chúa Ngài mới có thể làm điều này qua lời của Ngài. Và Chúa Giêsu khi mà Ngài lật sách tiên tri Ê-sai ra và Ngài đã đọc những lời tiên tri cho chức vụ của Ngài. Ở trong sách Luca đoạn 4 câu 17 cho đến câu 19. Tiên tri Ê-sai. Ở trong Luca đoạn 4 câu 17 cho đến câu 19. Tôi xin đọc lời của Chúa đây. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng: Thân của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. For han har salvet meg til å forsyne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forsyne for fanger, at de skal få frihet og for blinde, at de skal få syn og for å sette undertrykte fri. Cái cụm từ đó là giảng tin lành cho kẻ nghèo, có nghĩa là cho những người có tâm hồn bị tan vỡ. Og her står det, å forsyne til evangeliet for fattige, det betyr det til personer hvor sjelen deres nếu anh chị em chúng ta nhận biết rằng tâm hồn của chúng ta có đầy dẫy những cái sự tổn thương, cay đắng, buồn bực, chán nản, ngã lòng. Thì chúng ta hãy tìm đến với Chúa Giêsu bởi vì chỉ có Ngài mới có thể chữa lành chúng ta mà thôi. Bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã từng bị người ta đối xử bạc đãi với Ngài. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 11 thì Kinh Thánh chép rằng là Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Tức là Chúa Giêsu Ngài đến trong xứ của Ngài thì người ta đã khước từ Ngài. Dạ, có đi story you have this that Jesus come to la rồi Chúa Giêsu cũng đã bị chính môn đồ của mình là người thân cận nhất với Ngài cũng phản bội Ngài. Và khi mà Chúa Giêsu bị chết treo trên tự giá thì không có một ai bên cạnh Ngài hết. Và Kinh Thánh chép rằng là Ngài chính là thầy tế lễ thượng phẩm có thể cảm thông được tất cả những sự yếu đuối và đau khổ của chúng ta. Có thể chúng ta ngày hôm nay khi mà đến hội thánh của Chúa, chúng ta đang lê thân đến đây để chúng ta
dường nhóm. Đó đã khó này là mọi người có không biết thì mẹ này bảo là phải là vì bị lạc thích thì mẹ này. Có thể chúng ta nghĩ rằng là cái nỗi đau và những cái nan đề của mình nó quá lớn và không ai có thể hiểu được và không ai có thể giúp đỡ được cho mình. Không sao vì thành cái rất nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là có một đấng rất yêu thương chúng ta và Ngài hiểu thấu được những tâm tư tình cảm của chúng ta. Nếu gia đình của chúng ta khước từ chúng ta và họ không tiếp nhận ý kiến hoặc là không tiếp nhận những cái điều mà chúng ta muốn. Họ làm tổn thương chúng ta. Thì anh chị em ơi hãy tha thứ cho gia đình của chúng ta. Giống như Chúa Giêsu đã từng tha thứ cho những tên lính đã đóng đinh và giết Ngài. Tha thứ không có nghĩa rằng là chúng ta sai và người đã đúng. Nhưng khi chúng ta tha thứ, đó là lúc mà chúng ta cũng được Đức Chúa Trời trên trời tha tội chúng ta. Và chúng ta cần có được sự thương xót của Chúa. Và khi chúng ta tha thứ thì đó là lúc mà chúng ta đang làm ơn cho chính mình. Hãy đến với Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài luôn ở gần với những người có tâm lòng đau thương. Thi Thiên đoạn 34 câu 18 chép rằng Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. 34 câu 18. Nếu anh chị em chúng ta đang có một tâm lòng đầy dẫy những đau thương thì Chúa ở gần với anh chị em. Chúa không khinh dễ anh chị em đâu. Cho nên anh chị em hãy đến với Chúa và mở rộng tâm lòng của mình với Ngài. Có thể có những cái vết thương nó đã lâu ngày rồi và chúng ta cảm thấy đau đớn. Nhưng nếu mà vết thương không được mở ra thì bác sĩ sẽ không thể nào chữa lành được cho vết thương đó. Nếu chúng ta bưng bít một vết thương quá lâu thì có thể nó sẽ bưng mủ và nó sẽ trở nên bị hoại tử. Cho nên là cái bước đầu tiên để chúng ta nhận được sự chữa lành của Chúa đó là chúng ta phải nhận biết được tình trạng thật của mình. Và chúng ta hạ lòng mình xuống để Chúa Ngài có thể đến và rất lành tấm lòng tan vỡ của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho đến câu 29. Câu 11 cho đến từ đoạn 11 từ câu 28 cho đến 29. Đây là lời kêu gọi của Chúa Giêsu dành cho những ai đang mệt mỏi và đầy gánh nặng. Hãy đến cùng với Ngài. Và Chúa sẽ ban chúng ta có một sự yên nghỉ thật ở trong ơn của Ngài. Chúa không muốn chúng ta cứ phải cắn răng mà chịu và cứ lê bước theo Chúa. Ngài có thể hiểu thấu được những ước mơ và những hoài bão của chúng ta. Nếu một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, hãy tin rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể mở thêm những cánh cửa khác. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự không thể. Không điều gì là không thể với Chúa cả. Tôi nhớ cái mối tình đầu tiên của tôi là một mối tình đầy nước mắt. Tôi yêu cô ấy 4 năm. Thì sau 4 năm đó chúng tôi quyết định là sẽ cưới nhau.
Nhưng mà trước đó thì tôi đã nghe được tiếng của Chúa rằng người đó không phải là người Chúa chọn cho tôi. Nhưng bởi vì cớ cái xác thịt của tôi vẫn cứ cứng đầu và tôi lựa chọn cái con đường đó. Sau đó thì Chúa ngài khiến cho hoàn cảnh nó xảy ra và tôi không còn ở ở gần với cô ấy nữa. Và chúng tôi đã say goodbye. Cái ngày hôm đó là một cái ngày tối tăm và buồn thảm nhất trong cuộc đời của tôi. Và lúc đó thì tôi đang đi học ở bên Philippines. Và khi mà tôi cầu nguyện với Chúa, tôi dâng ơn Chúa những cái sự đau khổ của tôi lên cho Ngài. Thì Chúa ngài đã phán với tôi rằng Chúa sẽ ban cho tôi có một người vợ đẹp hơn. Mắt của tôi chỉ có thể nhìn thấy được một cô gái. Nhưng mắt của Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy hơn 7 tỷ người ở trên hành tinh này. Và Ngài biết được cái người nào là người tốt nhất dành cho tôi. Và sau đó thì Chúa đã chữa lành cho tấm lòng của tôi. Sau một thời gian dài thì tôi đã gặp được vợ của tôi trong hiện tại. Cô ấy là một cô gái rất là đẹp. Và tôi tự hào về vợ của tôi. Hiện tại chúng tôi đang rất là hạnh phúc và chúng tôi có 3 người con. Và khi mà chúng tôi kết hôn như vậy thì vợ của tôi là một người yêu mến Chúa. Và tôi luôn cầu nguyện cho tôi và luôn khích lệ và thúc đẩy tôi đi hầu việc Ngài. Có những ngày tháng khó khăn mà tưởng chừng như tôi không thể nào tiếp tục phục vụ Chúa nữa, thì chính vợ của tôi đã khích lệ tôi để tôi có được ngày hôm nay. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã chọn cho tôi cái người tốt nhất. Nếu mà tôi cưới cái cô gái kia thì có lẽ bây giờ tôi không phải là một mục sư và không thể hầu vị Chúa được. Bởi vì cô gái kia có một cái tâm tình khác với tâm tình hầu vị Chúa, chỉ muốn là đi kinh doanh và kiếm tiền ở trong thế gian này mà thôi. Và sau khi tôi suy gẫm ra được điều đó thì tôi cảm ơn Chúa bởi vì chương trình của Chúa tốt hơn chương trình của tôi. Tôi chia sẻ điều này để cho những anh chị em thanh niên chúng ta có thể nhìn thấy được cái hy vọng ở trong những cái chỗ thất vọng của chúng ta. Nếu chúng ta đã từng bị thất bại trong tình cảm thì đừng vì cái đó mà chúng ta ngã và nằm dài tại đó như là một đứa trẻ. Bởi vì hội thánh không phải là cái trường mẫu giáo để chúng ta khi mà té ngã thì chúng ta cứ nằm tại đó và chúng ta cứ giãy nảy khóc nhờ ai đó để đỡ chúng ta dậy. Con đường theo Chúa nó cũng giống như vậy đó anh chị em. Nếu chúng ta té ngã thì chúng ta phải biết tự đứng lên và chúng ta không như là một đứa trẻ cứ đòi hỏi người lớn phải đỡ chúng ta dậy. Và khi mà chúng ta có thể trỗi dậy thì Chúa sẽ ban ơn và Chúa sẽ sức dầu chúng ta bội phần hơn. Ở trong sách Châm Ngôn thì có một câu kinh thánh chép rằng là người công bình dẫu sa ngã 7 lần cũng sẽ trỗi dậy. Người công bình dẫu sa ngã 7 lần cũng sẽ trỗi dậy. Đây là đặc trưng của người công bình.
Người công bình của Chúa không bao giờ quyết bỏ cuộc. Trải qua bao nhiêu gian khổ, đắng cay và nhiều nước mắt thì người đó vẫn tiếp tục đi theo Chúa. Bởi vì tương lai của chúng ta ở trong Chúa đó là một cái tương lai đầy vinh hiển, không ai có thể thay đổi được tương lai đó. Ma quỷ cũng không thể nào quỷ phá được tương lai của Chúa cho đời sống của chúng ta. Chỉ có chính mình là người có quyền để quỷ phá tương lai cuộc đời của chúng ta mà thôi. Cho nên tôi khích lệ chúng ta, mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa và nói với Chúa rằng lạy Chúa, con sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con sẽ chiến thắng được những cái áp lực và những cái trầm cảm ở trong đời sống của con. Và hãy tự tìm thấy niềm vui ở trong mối quan hệ của chúng ta mỗi ngày với Chúa. Trước đây khi tôi chưa được Chúa ngày tái sanh thì tôi thấy việc đọc Kinh Thánh rất là mệt mỏi và đầy gánh nặng. Hoặc là việc cầu nguyện của tôi với Chúa nó trở thành một gánh nặng chứ không còn là một cái niềm vui nữa. Nhưng cảm ơn Chúa, từ khi tôi được tái sanh thì tôi thấy rằng cái việc đọc Kinh Thánh và tương giao với Chúa đó là một phước hạnh. Lòng của tôi đầy dẫy sự vui mừng khi ánh sáng của Chúa chiếu vào trong tấm lòng của tôi. Tôi thấy mặt trời chiếu sáng hơn, hoa nở đẹp hơn, chim hót hay hơn, mọi người xung quanh tôi ai cũng trở nên đáng yêu hơn. Và tôi mong ước rằng các bạn thanh niên chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm điều đó trong đời sống của mình. Cuộc đời của chúng ta rất là đáng sống ở trong ơn của Chúa. Ma quỷ thì nó sẽ luôn nhắc cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của mày rất là chán sống. Và chúng ta thấy rằng là ngay cả tại Na Uy vẫn có những người họ cảm thấy chán sống. Nếu tâm linh của chúng ta không được Chúa ngày thay đổi thì chúng ta có dẫu ở đâu chăng nữa thì chúng ta vẫn là những con người cảm thấy đầy dẫy sự chán sống. Cho nên chúng ta cần hãy đến với Chúa và nắm chặt lấy lời hứa tốt lành của Ngài cho đời sống của chúng ta. Chúa sẽ chữa lành tâm hồn của chúng ta và chữa lành luôn cả thân thể của chúng ta nếu chúng ta có những bệnh tật nào đó. Trong tuần vừa rồi khi mà tôi cùng với Mục sư Minh và những anh chị em khác đi thăm một điểm nhóm ở tại Oscar Camp ở tại Thụy Điển. Trong buổi nhóm buổi tối hôm đó thì chúng tôi học Kinh Thánh với nhau và thờ phượng Chúa với nhau. Chú bày tỏ với tôi rằng là ở trong phòng nhóm này có một người bị đau khớp. Và người này bị đau khớp nhiều năm. Thì có một người cô đã rưng rưng nước mắt bởi vì cô chính là người đó. Và tôi hỏi cô rằng là trong lòng của cô có buồn bực ai đó không? Và cô nói rằng là không mục sư, tôi không bao giờ tôi hận ai hết. Mà nó hư sao thì má cho ông đi xin là bà đã nói thì nó nói có xuống.
Nhưng mà có một cái điều đó là người chị chồng của tôi lúc nào cũng nói những lời chỉ trích và làm cho tôi rất là khổ bởi vì có những cái lời nói không tốt lành đó. Và sau đó thì tôi đã hướng dẫn cho cô để tha thứ cho cái người chị chồng. Trước khi cầu nguyện thì cô nói rằng là tay của cô không thể nào giơ lên giơ xuống được. Và tôi kêu cô thử đứng lên ngồi xuống ngay tại ghế của cô thì cô cảm thấy rất là đau. Và mọi người ai cũng nhìn thấy rằng cô ấy thật sự đau thật. Và sau khi hướng dẫn cho cô này tha thứ cho chị chồng của mình thì phép lạ đã xảy ra. Và cô đã không còn đau bất cứ một chỗ nào trong cơ thể của cô nữa cả. Và mọi người cảm thấy rất là ngạc nhiên bởi vì cái phép lạ nó xảy ra ngay tức khắc như vậy. Và tất cả mọi người ai cũng đều rất là được phấn khích. Qua phép lạ này tôi nhận thấy rằng là tâm hồn của chúng ta có thể ảnh hưởng đến thể xác của chúng ta. Bởi vì cái thánh nói rằng là lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Yeah, for this lòng vui mừng là một phương thuốc hay. Còn trí nao sờn làm xương cốt của chúng ta bị khô héo. Và khi một người cảm thấy bị nao sờn ở trong cuộc sống của họ thì họ sẽ mất đi cái sức khỏe trong cơ thể của họ. Cho nên chúng ta cần hãy học cách để trao dâng một gánh nặng và lo lắng của chúng ta cho Chúa. Nếu buổi sáng nay chúng ta có một cái căn bệnh nào đó mà chúng ta đã dùng thuốc nhiều năm nhiều tháng rồi mà không thấy khỏi. Thì buổi sáng nay Chúa Giêsu ngài sẽ rịch lành tấm lòng của chúng ta và rịch lành luôn cả thân thể của chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 55 câu số 22 chép rằng: hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, ngài sẽ nâng đỡ ngươi, ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Dạ, Thi Thiên 55 câu 22. Dạ, các cái này sẽ sau mà nó 55. Câu 22. Dạ. Was du du? Und das soll er schlick. Hans Münz Uhr erglaubter ernst mehr, men i sitt hjärta tänker han på stri, hans ord är blötare än olja, likväl är de drabbades värld. Và trong Philip đoạn 4 câu 6 cũng chép rằng: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Câu 7: sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng vĩ tử anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta đang lo lắng về tương lai của chúng ta thì hãy trao dâng mọi lo lắng đó cho Chúa. Nếu chúng ta đang lo lắng về hôn nhân của mình, không biết phải lập gia đình với người nào thì chúng ta cũng hãy cầu nguyện và trao dâng cho Chúa. Nếu chúng ta đang gặp phải những cái sự khó khăn ở trong công việc của chúng ta thì chúng ta cũng hãy cầu nguyện xin Chúa ngài dẫn chúng ta đến cái nơi đúng nhất mà Chúa chọn chúng ta. Nếu chúng ta đang gặp phải những cái sự khó khăn ở trong công việc của chúng ta thì chúng ta cũng hãy cầu nguyện xin Chúa ngài dẫn chúng ta đến cái nơi đúng nhất mà Chúa chọn chúng ta.
Đừng tìm cách để chúng ta tự giải quyết một mình của chúng ta, để rồi sau khi mà chúng ta thất bại thì Chúa lại phải giải quyết cho chúng ta những cái điều đó. Chúa muốn bước vào trong đời sống của chúng ta để Ngài có thể giúp đỡ chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta giống như Ngài đã từng thêm sức cho những con cá hồi. Đất nước Đa-uy của chúng ta là một đất nước của những con cá hồi ngon nhất thế giới. Những con cá hồi nó bơi ngược dòng từ Bắc Đại Tây Dương rồi Bắc Thái Bình Dương, nó trở về những cái nguồn của những con sông con suối tại Na-uy này. Và những con cá hồi đó nó có một cái sự di cư từ tháng 9 cho đến tháng 1. Nó vượt một quãng đường rất là xa thưa quý mài chị em, hơn cả chục ngàn km. Và khi mà nó lội ngược dòng như vậy thì có những con đã có thể vượt qua được những đoạn đường và những đoạn dốc cao rất là cao. Nhưng cũng có những con nó không thể vượt qua được và nó đã chết. Và nếu quý mài chị em đi bắt cá, quý vị có muốn bắt cá chết hay là muốn bắt cá sống ạ? Dĩ nhiên là chúng ta muốn bắt cá sống đúng không ạ? Bởi vì chỉ có những con cá sống nó mới có giá trị mà thôi. Chúa muốn chúng ta lội ngược dòng ở trong thế gian này để chúng ta trở nên những con người đầy giá trị của Chúa. Có thể khi chúng ta lội ngược dòng như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt. Nhưng khi chúng ta mệt như vậy thì cuộc đời của chúng ta mới đáng sống và đầy giá trị. Chúng ta cần phải lội ngược dòng của dòng sông trầm cảm. Chúng ta cần phải đi ngược dòng với lại những cám dỗ và tội lỗi trong thế gian này. Và để chúng ta có được sức mạnh như vậy, chúng ta cần có ân điển của Chúa. Và cho đến ngày hôm nay người ta cũng không hiểu tại sao mà những con cá hồi lại có khả năng đi ngược dòng như vậy. Và người ta không hiểu tại sao mà một con cá nó sống ở Bắc Đại Tây Dương mà nó có thể tìm lại được về đúng cái dòng sông và cái con suối mà nó được sinh ra tại đó. Và tôi biết rằng chỉ có Chúa Trời ngày mới dẫn dắt chúng nó mà thôi. Và ngày hôm nay những anh chị em, nhất là những người thanh niên, chúng ta đang ở trước mặt Chúa là những con người đầy giá trị của Chúa. Chúng ta đã trả giá rất là nhiều để chúng ta đến được với hội thánh của Chúa trong buổi sáng này. Chúa muốn chúng ta hoàn thành được cái ý nghĩa và sứ mạng trong đời của chúng ta. Khi chúng ta đi đúng hướng của Chúa, cuộc đời của chúng ta trở nên ý nghĩa. Hãy dâng cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta cho những điều vô nghĩa trong thế gian này. Những điều nó chỉ mang giá trị tạm thời mà không ích lợi cho cõi đời trong tương lai. Có một mục sư kia đã đến thăm một cô gái. Cô này là một tín hữu rất là trung tín ở trong hội thánh của ông. Và đã nhiều năm rồi, Chúa đã kêu gọi cô này để dâng mình hầu vị Chúa. Từ khi cô ấy là một người nữ thanh niên rất là
tài năng. Hết phải vừa cũng về đi successful offering kia. Nhưng mà cô này đã không dâng cuộc đời của mình ngay từ khi còn trẻ. Và cứ lần lửa cho đến mà khi mà cô này đã về già. Thì một ngày kia cô này gặp tai nạn và phải nhập viện. Và ông mục sư khi mà vào trong bệnh viện để thăm cô này thì ông đã mang theo một bó hoa. Một bó hoa rất là đẹp. Và khi mà ông gặp cô này thì ông nói chuyện, ông hỏi thăm rồi sau đó ông về. Và khi ông bỏ về như vậy thì ông cũng mang luôn cả bó hoa mà ông đem đến lúc ban đầu. Rồi qua ngày hôm sau ông cũng lại tiếp tục đi thăm cô này và mang theo bó hoa đó. Và cũng nói chuyện rất là vui vẻ với cô này. Rồi sau đó thì ông lại đem bó hoa trở về nhà của mình. Và cứ thế liên tục cho đến ngày thứ ba, thứ tư cũng vậy. Rồi đến một ngày kia thì cô này nhìn thấy cái bó hoa của mục sư đem đến nó không còn tươi và không còn đỏ thắm nữa. Cô gái này đã thắc mắc từ ngày đầu tiên, nhưng mà cho đến cái lúc đó thì cô này đã không thể chịu nổi và cô này hỏi rằng là tại sao mục sư lại làm như vậy. Ngày đầu tiên em nhìn thấy bó hoa đó rất là đẹp, nhưng mà tại sao mục sư không trao cho em ngay từ ngày đầu tiên? Bây giờ nó đã gần một tuần lễ rồi, bây giờ bó hoa nó không còn đẹp nữa. Mà bây giờ mục sư lại muốn tặng cho em. Thì người mục sư đó nói rằng là mục sư có ý muốn nói với em điều này. Đó là cuộc đời của một người thanh niên ở trước mặt Chúa, nó đẹp giống như một đóa hoa vậy. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta và muốn chúng ta thuộc về Ngài thì chúng ta đừng ngần ngại mà hãy dâng nó cho Chúa ngay. Đừng lần lửa hoặc là thoái thác khi mà Chúa kêu gọi chúng ta. Và khi chúng ta dâng nơi Chúa thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ trở nên ý nghĩa và đầy hương thơm ở trước mặt Chúa. Ở trước mặt tôi bây giờ thì có rất là nhiều đóa hoa xinh đẹp ở trong nhà của Chúa. Có những đóa hoa nó cũng đã hơi úa màu. Nhưng mà cũng có những đóa hoa rất là tươi đẹp ở trước mặt Chúa ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời kêu gọi đến cho các bạn trẻ chúng ta. Nếu chúng ta mong muốn cuộc đời của chúng ta được đặt ở trong bàn tay của Chúa, được nhận lãnh mọi phước lành của thiên đàng cho đời sống của chúng ta, thì Chúa Ngài có thể hàn gắn lại những cái vết thương lòng của chúng ta. Và Chúa sẽ làm cho sống lại những cái gì nó đã chết ở bên trong chúng ta đã bấy lâu qua. Khi mà cái gậy của Aaron được đặt ở trước hòm giữ của Đức Chúa Trời. Khi mà cây gậy của Aaron được đặt ở trước hòm giữa của Đức Chúa Trời. Thì Kinh Thánh nói rằng là cái cây gậy đó nó đã trổ hoa sau một đêm mà thôi. Well, that
Chỉ cần sau một đêm thôi quý bà chị em, thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong hòm như ước đã khiến cho cái gậy chết đó được trở nên sống. Chúa Ngài muốn làm cho cuộc đời của chúng ta được sống lại ở trong ơn của Ngài. Cho dù trước mặt những người khác chúng ta dường như đã chết đã lâu ngày rồi, nhưng Chúa vẫn có cách của Ngài, bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài, Ngài sẽ khiến cho lòng của chúng ta sống lại. Không nỗi đau nào mà Chúa không thể chữa lành. Không một nan đề nào mà Chúa không thể giải quyết chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa và đầu phục cho Chúa, thì chúng ta sẽ trở nên những đóa hoa tươi thắm của Chúa. Tôi rất là vui khi mà được nhìn thấy tấm gương của bà mục sư Đức. Năm nay bà đã cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn tiếp tục phục vụ Chúa và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ trong hội thánh của chúng ta. Và trước mặt Chúa thì bà vẫn là một đóa hoa rất là tươi thắm và rất là tuyệt vời của Chúa. Và mục sư Minh cũng vậy. Tôi ước ao rằng tôi có thể sống lâu và tôi vẫn có thể tiếp tục ra hoa kết quả cho Đức Chúa Trời. Năm nay tôi đã gần 40 tuổi rồi. Tôi không còn trẻ như thuở 20 nữa. Nhưng mà tôi đã rất tự hào bởi vì cớ tuổi thanh xuân của tôi đã trải qua mà không lãng phí. Tôi đã bắt đầu phục vụ Chúa trong nhà của Ngài từ năm 25 tuổi. Ở đây tôi thấy có những thanh niên còn trẻ tuổi hơn tôi lúc bây giờ. Tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy trao dâng cuộc đời của mình cho Ngài. Và Đức Chúa Trời Ngài có thể sử dụng những cái kinh nghiệm vui cũng như là kinh nghiệm buồn ở trong đời sống của chúng ta để ích lợi chúng ta sau này. Và Chúa không bao giờ lãng phí bất cứ một kinh nghiệm đau khổ nào trong đời sống của chúng ta. Chúa sẽ sử dụng những cái kinh nghiệm đau thương đó để trở thành một bài học ích lợi cho những người hậu thế sau này. Giống như câu chuyện cuộc đời của tôi khi nãy tôi làm chứng cho quý vị. Chúa có thể biến đổi từ bóng tối trở nên ánh sáng đầy vui mừng. Quyết định của chúng ta ngày hôm nay rất là quan trọng trước mặt Chúa. Nó sẽ khiến cuộc đời của chúng ta rẽ theo một hướng khác. Và Chúa sẽ rịch lành những tấm lòng của chúng ta và Ngài sẽ lau ráo những nước mắt của chúng ta. Sự thờ phượng Chúa của cá nhân chúng ta sẽ trở nên vui mừng hơn. Đầy dẫy sự sống chứ nó không còn là một cái cây gậy khô khan giống như trước đây nữa. Chúa đang chờ đợi anh chị em. Đừng lãng phí bất cứ một giây phút nào. Nếu chúng ta nghe những lời này và chúng ta được cảm động, thôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy tiến lên đây và hãy quỳ gối trước mặt Chúa. Năm 16 tuổi tôi đã quỳ gối ở trong nhà thờ và tôi đã dâng cuộc đời của tôi cho Chúa sử dụng. Nhưng mà Chúa không sử dụng tôi liền, phải đến năm 25 tuổi thì tôi mới bước vào trong chức vụ. Có thể ngày hôm nay chúng ta quỳ gối trong nhà thờ này.
Nhưng phải mất một khoảng thời gian để chúng ta được học hỏi lời của Chúa và được trang bị đủ để chúng ta có thể bước chân vào trong sự phục vụ Chúa cùng với tôi tớ của Chúa. Và bây giờ thì tôi thấy được bầu trời thiên đàng đang mở ra tại đây. Đây là giờ phút thiêng liêng nhất ở trong cá nhân của mỗi người trẻ chúng ta. Nếu anh chị em cảm thấy cuộc đời của mình trước đây vô nghĩa và muốn được trở nên ý nghĩa hơn, hãy trở lại cùng với Chúa. Bởi vì cuộc đời của chúng ta được dựng nên vì cớ sự vinh quang của Ngài. Nếu chúng ta sống cho vinh quang của thế gian này thì cuộc đời của chúng ta nó trở nên vô nghĩa. Cái giá đỡ này được dựng nên là để, được tạo ra là để người ta để cái kinh thánh hoặc là sử dụng cho việc đọc sách. Nhưng mà nếu mà tôi dùng cái cây gậy này mà để mà tôi đánh gôn thì có lẽ nó rất là buồn cười. Anh chị em ơi, hãy sống cho Chúa thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ không trở nên vô nghĩa và buồn cười. Và cho dù sau này chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, chúng ta cũng đều thấy ý nghĩa cả. Bây giờ là giờ phút để cho các bạn trẻ chúng ta có thể bước đây và được cầu nguyện. Và ngay cả những anh chị em nào chúng ta thấy được lời của Chúa buổi sáng hôm nay thật sự nhắc nhở về hoàn cảnh của chúng ta, tấm lòng của chúng ta cũng đã mệt mỏi trong nhiều ngày tháng qua. Chúa sẽ đốt nóng tấm lòng của chúng ta và Chúa sẽ nhen lại những ơn của Ngài trong đời sống của chúng ta. Chỉ còn khoảng chừng vài ngày nữa thôi thì tôi sẽ trở về Việt Nam và tôi sẽ đoàn tụ lại với gia đình của tôi tại Việt Nam. Có thể tôi sẽ không còn ở đây cùng với anh chị em nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời của tôi sẽ cùng với anh chị em và Ngài sẽ giúp đỡ cho anh chị em. Và sẽ không xa chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Và tôi mong ước rằng tôi sẽ thấy được những bạn trẻ trong hội thánh này, chúng ta sẽ đánh đàn hăng hơn, chúng ta sẽ chơi guitar hay hơn và chúng ta sẽ hát cho Chúa một cách sôi động hơn, nhiệt thành hơn. Bởi vì Chúa Ngài đã thăm viếng và Chúa đã cho chúng ta được khai sáng ở trong ơn của Ngài. Hãy giữ lấy ngọn lửa ở trong lòng của anh chị em. Đừng để cho nó bị dập tắt. Nhưng hãy trung tín đi theo Chúa. Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Dạ, xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy.